Nhiều người hỏi sao anh lại mê cây cảnh. Cây cảnh nó giúp anh cái gì mà anh phải mê dữ dằn vậy? Thì mình mới bảo rằng là ta có cái câu là dưỡng mộc hơn dưỡng tử, có nghĩa là nuôi một cái cây á, dẫu gì nuôi cái cây nó hơn cái con, cỡ cả con ruột. Bây giờ xã hội phát triển thấy có những cái cảnh mà coi như là cha mẹ bị bỏ bê, con cái chỉ tranh giành tài sản đất đai nhà cửa, cái tình thâm nghĩa tử nó không có còn được như ngày xưa, đúng không? Thành thử là bây giờ là dưỡng mộc như dưỡng tử, là ví dụ như bây giờ con nó bỏ bê lấy cái cây bán còn ra được cái đồng tiền mà bỏ vô miệng mà nhai được, chứ còn nhiều khi con mà chờ, nhiều khi nói ra khó nghe chứ, con nó không nuôi, nó đá qua đá lại rồi nó bỏ bê thì có phải không bằng cái cây không? Mình chơi cái tâm cái cây nó cũng có cái mà để cho tâm hồn thanh thản và vui vẻ, rồi nó cũng để cho một cái gì đó an nhiên tự tại. Đó là lý do mà Hiền cũng trả lời như lại mấy đứa cháu mấy đứa em là tại sao mê chơi cây. Ok.